đi tìm một sinh mạng vĩnh viễn bất biến. Nhưng mà những người tin tưởng vẫn là thưa thớt không nhiều. Con người chỉ biết truy cầu theo những thú vui trước mắt, không biết tới đạo lý, dễ phẫn nộ điên cuồng, tham mới tiền và dục vọng, cho nên mới đi vào con đường tà đạo trầm luân, vào địa ngục ác đạo. Cũng vì vậy mà dứt dưỡng trong thế giới phiền não thống khổ. Đúng là một việc rất là đau lòng. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra bóng dáng của Di Lặc Bồ Tát. Thực ra trước khi Thế Tôn bắt đầu nói chuyện thì Ngài đã tới đây rồi. Di Lặc à, nếu như có chỗ nào không hiểu, đừng có ngại, cứ nói ra đi. Dạ Thế Tôn, tình trạng ở thế gian này đích thực giống như Ngài vừa nói, con cũng hết sức đau lòng. Nhưng mà khi nãy nghe được lời chỉ dẫn của Thế Tôn Ngài, tâm và mắt của con đã được mở rộng, cũng đã xa rời được sự mê hoặc, và con còn nghe được tất cả những việc của A Di Đà Như Lai, không có gì làm con vui mừng hơn nữa. Vậy thì tốt quá, Di Lặc à. Dạ. Ông đã từ một thống khổ vô hạn mà tu hành thành Bồ Tát, một mực muốn cứu rỗi chúng sanh. Nhưng mà sự u mê của ông và thế nhân xưa nay chưa hề gián đoạn. Như vậy thì không có đủ. Đối với điểm này con cảm thấy thật xấu hổ. Các người bắt đầu từ hôm nay phải nên ghét bỏ sanh tử bệnh lão, bốn cái thống khổ này. Phải nên biết thế gian tràn đầy dơ bẩn, biết rõ sự nông cạn của chính mình. Mỗi người đều phải nên đi cầu giáo với A Di Đà Như Lai, phải thành tâm học hỏi với Ngài và nhất định thành tâm với Ngài. Dạ phải. Sự tội nghiệp của ta đối với các ngươi và thế dân so với tình cha mẹ yêu thương con cái càng sâu đậm hơn, cho nên ta mới ở lại thế gian này để mà thành Phật, diệt ác, giải thoát phiền não và đau khổ, giải trừ đi sự đau khổ của u mê, để đem lại sự hạnh phúc thật sự, để mọi người đều có thể tới được một thế giới tịnh thổ hiền hòa. A Nan à. Dạ. Bây giờ con đứng dậy đi, và con hãy quỳ lại A Di Đà Phật Như Lai. Dạ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nếu như có thể được, xin hãy để cho chúng con được tận mắt nhìn thấy được tịnh thổ của A Di Đà Như Lai, thưa Thế Tôn. Ừ. Hả? Ờ. Hả?
Nếu như con người nghe được danh hiệu của A-di-đà Như Lai, tin tưởng, vui mừng, ở trong lòng không nghi kỵ, xưng tụng danh hiệu này, người đó sẽ đạt được một mục đích rất là lớn, không có bất cứ gì so sánh được, cũng như là một công đức vậy. Cho nên Di Lạc à. Dạ. Cho dù 3.000 đại thiên thế giới đã bị lửa bao bọc, cũng phải xuyên qua ngọn lửa đó, đem chánh pháp này truyền tới cho chúng sinh. Đây là một giáo ngôn có giá trị lớn. Bây giờ ta ở đây vì chúng sanh mà thuyết pháp. Với tình hình này, tình trạng A-di-đà Như Lai để cho các ngươi nhìn thấy tịnh thổ. Về đời sau, có lẽ giáo pháp này từ từ sẽ bị mọi người quên lãng đi. Ta mang theo tấm lòng từ bi, chỉ hy vọng giáo pháp này có thể vĩnh viễn lưu truyền tới đời sau. Bắt đầu từ hôm nay, những người từng nghe được giáo pháp này, bất luận ở nơi nào, người nào, giờ nào, đều có thể giải thoát mê hoặc, theo nguyện vọng của mình chuyển sanh tới tịnh thổ của A Di Đà Như Lai. Lời của Thế Tôn vừa nói hết, cả đất trời cảm động tới rung chuyển. Những âm thanh không ngừng vọng lại, những đóa hoa đẹp như tuyết liên tục rơi xuống. Các đệ tử và những vị Bồ Tát đang tụ tập ở núi Linh Thứ và cùng tất cả những người khác nghe được thuyết pháp cao quý này, mỗi người đều cảm thấy rất vui mừng và rất cảm động. Thưa Thế Tôn. Hả? Nếu như con người nghe được danh hiệu của A-di-đà Như Lai, tin tưởng, vui mừng, ở trong lòng không nghi kỵ, xưng tụng danh hiệu này, người đó sẽ đạt được một mục đích rất là lớn, không có bất cứ gì so sánh được, cũng như là một công đức vậy. Cho nên Di Lạc à. Dạ.
cho dù 3.000 đại thiên thế giới đã bị lửa bao bọc, cũng phải xuyên qua ngọn lửa đó, đem chánh pháp này truyền tới cho chúng sanh. Đây là một giáo ngôn có giá trị lớn. Bây giờ ta ở đây vì chúng sanh mà thuyết pháp. Với tình hình này, tình trạng A-di-đà Như Lai để cho các ngươi nhìn thấy tịnh thổ, cho nên mới đi vào con đường tà đạo trầm luân, vào địa ngục ác đạo. Cũng vì vậy mà dứt dưỡng trong thế giới phiền não thống khổ. Đúng là một việc rất là đau lòng. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện ra bóng dáng của Di Lặc Bồ Tát. Thực ra, trước khi Thế Tôn bắt đầu nói chuyện, thì Ngài đã tới đây rồi. Di Lặc à, nếu như có chỗ nào không hiểu, đừng có ngại, cứ nói ra đi. Dạ, Thế Tôn. Tình trạng ở thế gian này đích thực giống như Ngài vừa nói, con cũng hết sức đau lòng. Nhưng mà khi nãy nghe được lời chỉ dẫn của Thế Tôn Ngài, tâm và mắt của con đã được mở rộng, cũng đã xa rời được sự mê hoặc, và con còn nghe được tất cả những việc của A Di Đà Như Lai, không có gì làm con vui mừng hơn nữa. Vậy thì tốt quá, Di Lặc à. Dạ. Ông đã từ một thống khổ vô hạn mà tu hành thành Bồ Tát, một mực muốn cứu rỗi chúng sanh. Nhưng mà sự u mê của ông và thế nhân xưa nay chưa hề gián đoạn. Như vậy thì không có đủ. Đối với điểm này, con cảm thấy thật xấu hổ. Các người bắt đầu từ hôm nay phải nên ghét bỏ sanh tử bệnh lão, bốn cái thống khổ này. Phải nên biết thế gian tràn đầy dơ bẩn, biết rõ sự nông cạn của chính mình. Mỗi người đều phải nên đi cầu giáo với A Di Đà Như Lai, phải thành tâm học hỏi với Ngài và nhất định thành tâm với Ngài. Dạ phải. Sự tội nghiệp của ta đối với các ngươi và thế nhân, so với tình cha mẹ yêu thương con cái càng sâu đậm hơn. Cho nên ta mới ở lại thế gian này để mà thành Phật, diệt ác, giải thoát phiền não và đau khổ, giải trừ đi sự đau khổ của u mê, để đem lại sự hạnh phúc thật sự, để mọi người đều có thể tới được một thế giới tịnh thổ hiền hòa. A Nan à. Dạ. Bây giờ con đứng dậy đi, và con hãy quỳ lại A Di Đà Phật Như Lai. Dạ, Thế Tôn.